Rút kinh nghiệm từ Địch Lệ Nhiệt Ba, Kim Ưng thay đổi thể lệ trước lễ trao giải. Lễ trao giải Kim Ưng được cho là học theo Phi Thiên Khi cũng thay đổi điều này. Kim Ưng từng là một trong ba giải thưởng phim truyền hình danh giá nhất nhì Trung Quốc. Tuy nhiên, sau sự kiện hủy hậu vào năm 2018, lễ trao giải này đã nhận về vô số lời mỉa mai. Nhớ lại năm đó khi Địch Lệ Nhiệt Ba đặt danh hiệu thị hậu Kim Ưng, cô bị người nhà mỉa mai. Bộ phim giúp nữ diễn viên đạt giải là Lý Huệ Chân xinh đẹp có điểm Downton tụt dốc thảm hại, bản thân cô cũng bị đặt danh xưng thủy hậu. Sau sự kiện của mỹ nhân Tân Cương, Kim Ưng bị chê là có địa vị thấp hơn Bạch Ngọc Lan và Phi Thiên. Bên cạnh đó, lễ trao giải này còn bị gán với rất nhiều từ khó nghe như Thủy Ưng, Chứa Đầy Nước, Sân Sau Tư Bản. Vừa qua, Phi Thiên đã diễn ra tốt đẹp với chiến thắng thuộc về Nhiệt Y Chát và Vương Lôi. Đa số khán giả đều tán thành thị hậu và thị đế Phi Thiên 2022, đồng thời khen hội đồng trao giải công tâm. Nhìn vào năng lực chứ không nhìn độ nổi tiếng. Điểm gây chú ý nữa của Phi Thiên là không công bố danh sách đề cử của các hạng mục lớn. Vì vậy, đa số các ứng cử viên tiềm năng đều góp mặt tại buổi lễ để nghe công bố giải thưởng. Kim Ưng năm nay cũng thay đổi thể lệ khi không công bố danh sách đề cử của 7 hạng mục lớn như thị hậu, thị đế, nam phụ, nữ phụ, biên kịch, đạo diễn. Tại đêm trao giải, ban tổ chức mới công bố danh sách đề cử, đồng thời tuyên bố luôn kết quả chung cuộc. Một số khán giả đùa rằng sự thay đổi của Kim Ưng là học theo Phi Thiên, nhưng họ cũng nhận xét những điều tốt và tích cực thì rất đáng để học hỏi. Lý do là vì càng ngày danh tiếng của lễ trao giải này càng kém đi. Thậm chí, nhiều người còn cảm thấy mất niềm tin vào các danh hiệu giải thưởng của Kim Ưng.